Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối các bạn. Tuần này đó thì hầu như ngày nào tôi cũng làm video trễ hết. Tại vì công ty cũng khá là bận. Và hôm nay đó đã là ngày thứ sáu rồi các bạn chuẩn bị bước vào cuối tuần. Một tuần nó lại trôi qua rất là nhanh. Và trong video này đó chúng ta sẽ chủ yếu chú tâm vào những tin tức lớn ngày hôm nay. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ. Thì các bạn nhìn thấy được là cả ba chỉ số hôm nay đó đã xanh trở lại. Đặc biệt là chỉ số đào trong hôm nay tiếp tục tăng là 0.85% và chỉ số Dow Jones Hoa Kỳ đã, đã tăng liên tục là 7 ngày giao dịch rồi các bạn. Có nghĩa là chúng ta gần như thấy chỉ số này tăng đã, đã gần hai tuần rồi và chúng ta nhìn thấy được là hai chỉ số còn lại đó là chỉ số S&P 500 thì hôm nay cũng đã tăng trở lại là 0.51% và Nasdaq chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ đó thì cũng đã tăng trở lại là 0.27% pre-market nghĩa là hợp đồng tương lai đây hiện bây giờ thì không có thay đổi nhiều các bạn nhìn thấy được là cũng tăng nhẹ và chỉ số tăng nhiều nhất đó chính là Dow Futures là tăng 0.1% và chúng ta nhìn thấy được là chỉ số của hợp đồng tương lai của dầu đây thì sao các bạn hiện bây giờ ở à mức là 79 đô 76 cent thì vẫn dưới 80 đô các bạn vẫn là cái mức mà chúng ta muốn thấy. Còn về hợp đồng của vàng đây thì sao các bạn? Hợp đồng của vàng thì hôm nay cũng tăng nhẹ một chút ở mức là 2.357 đô cho một ounce vàng và chúng ta thấy được là hôm nay đó thì crypto nói chung cũng đã có cái sự hồi phục trở lại với Bitcoin đó, hôm nay đã tăng lên tới mức là 63% thì bây giờ là 62.891 đô. Chúng ta sẽ nói thêm về Bitcoin và crypto một lát nữa. Nhưng mà chúng ta nói tới tin tức vĩ mô đó thì hôm nay chúng ta có cái thông tin liên quan tới ngân hàng trung ương của nước anh các bạn thì quyết định của ngân hàng trung ương nước Anh là sự giữ nguyên lãi suất nhưng mà các bạn thấy được là tuy là lãi suất giữ nguyên nhưng mà họ cho biết đó là nếu như mà có một cắt giảm lãi suất thì vẫn là sự tiếp tục của chính sách thắt chặt tiền tệ. Thống đốc Andrew Bailey nói là cái việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6, các bạn thấy được là họ đang nghĩ đến việc là cắt lãi suất vào tháng 6, có nghĩa là chúng ta còn một tháng nữa thôi. Thì cái khả năng đó đó phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới, có nghĩa là họ đã có dữ liệu họ chỉ cần thêm một dữ liệu nữa thôi các bạn tại vì từ đây đến tháng 6 chúng ta chỉ còn có một cái dữ liệu phần trăm lạm phát nữa thôi là họ có thể đưa ra quyết định là có cắt giảm lãi suất hay không các bạn đang thấy được là Ngân hàng Trung ương Đức Anh đang nói tới là trong vòng một tháng chứ không phải là cuối năm nay hay là trong vòng vài tháng nữa. Các bạn thấy được là họ đó thì đang rất muốn hạ lãi suất và tìm đủ mọi lý do. Cũng như là Fed ở Hoa Kỳ và nhiều ngân hàng Trung ương khác cũng có cái suy nghĩ như vậy các bạn. Tại vì chúng ta thấy được là cái chính sách siết chặt tiền tệ đã, đã có cũng là khoảng 2 năm rồi các bạn. Các bạn đã nhớ là chúng ta bắt đầu nói tới việc tăng lãi suất đó là vào tháng 3 của năm 2022. Thì lúc đó đó các ngàn trung ương họ lo lắng nhất là quản lý phần trăm lạm phát các bạn và từ đó tới bây giờ thì hầu như họ đã chuyển qua là bây giờ họ lo lắng tới suy thoái tài chính hơn là phần trăm lạm phát cho nên chúng ta mới thấy là những nhà hàng trung ương thì họ đều có động thái tương tự và họ không muốn chờ phép các bạn các bạn nhìn thấy được là thường họ sẽ chờ phép phép tăng lãi suất rồi họ mới tăng phép giảm lãi suất rồi họ mới giảm nhưng mà các bạn đã thấy được là có những cái quốc gia cho nước anh thì họ lại muốn đi chứ một bước họ không muốn chờ đợi phép tuy là các bạn nhìn thấy được là ở fed ấy, những quan chức cũng như là chủ tịch john Powell thì cũng đã có cái giọng điệu mềm mỏng hơn muốn à, giảm lãi suất nhưng mà vẫn chưa có cái lý do chưa có cái cơ hội đó cho nên không biết khi nào các bạn chúng ta đều kỳ vọng là từ đến cuối năm có khoảng chừng là hai đợt giảm lãi suất nhưng mà ai mà biết đâu tóm lại đã tình hình bây giờ ở Hoa Kỳ thì chúng ta không rõ có thể là phải chờ vài tháng nữa mới biết được tại vì chúng ta nhìn thấy đã có ba cái chỉ số phần trăm lạm phát nó đã tăng liên tục rồi không biết là tháng này sẽ ra sao chúng ta sẽ biết sớm nhưng mà ở nước Anh thì họ muốn đi trước một bước rồi các bạn họ đang nghĩ đến việc là vào tháng 6 này có thể đã có đầy đủ lý do để mà cắt giảm lãi suất tại vì họ lo lắng đến suy thoái tài chính hơn là lạm phát ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã từng nói đến trên kênh này nhiều lần đã lạm phát đã xuất hiện và là nó sẽ không có biến mất đâu những cái mà chúng ta nghe nói tới là đẩy lùi lạm phát đó những cái đó chỉ là họ đang nói tới là tương lai lạm phát của tương lai họ muốn đẩy cho về cái mức là khoảng chừng hai phần trăm cái mức mà họ nghĩ là tốt cho nền kinh tế nhưng mà các bạn hãy nhìn vào giá cả của những mặt hàng dịch vụ bây giờ so với lại giá cả của mặt hàng dịch vụ vào cái thời điểm là trước đại dịch thì các bạn thấy được là nó đã tăng rất là nhiều rồi các bạn nhìn bất cứ mặt hàng nào từ những cái tài sản như là nhà cửa cho đến thức ăn tất cả đều đã tăng giá rồi và sau này đó khi mà Fed đã thành công đẩy lùi lạm phát về 2% Họ sẽ ăn mừng các bạn Họ sẽ nói là họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi Nhưng mà trên căn bản đó Cái mà họ đang nói tới đó chính là trong tương lai những ngày tháng tới đó làm phát nó sẽ có mức ổn định hơn nhưng mà giá đã tăng rồi thì sẽ không quay trở lại các bạn chúng ta cần phải thấy giảm phát mới thấy được giá giảm xuống họ chỉ nói tới là muốn lạm phát tiếp tục ở cái mức tăng trưởng là hai phần trăm chung bịt mỗi năm mà thôi đó là cái mà những ngân hàng trung ương đang làm hiện bây giờ cho nên khi mà lạm phát xảy ra rồi đó thì nó sẽ không có biến mất các bạn và tiền sẽ bị mất giá vì lý do đó đó chúng ta phải lưu trữ tài sản các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình đó, thường sẽ chia sẻ hai biểu đồ mà các bạn đã từng nhìn thấy trước đây thứ nhất đó là cái biểu đồ tài sản của Fed và khi chúng ta nói tới tài sản của Fed đó, phần lớn đó chính là giấy nợ các bạn tại vì chúng ta đã từng nói đến cái cách mà thị trường sinh ra tiền đó chính là Fed lấy giấy nợ rồi sau đó bơm tiền vào trong thị trường cho dù đó là giấy nợ của chính phủ là công trái phiếu hay là giấy nợ của công ty khi mà công ty cần tiền họ sẽ bán trái phiếu các bạn như là họ bán nợ một đó là họ sẽ bán cổ phiếu nhưng mà làm như vậy sẽ khiến cho cái cổ phiếu của họ bị loãng đi tại vì có nhiều cổ phiếu hơn trên thị trường có thể là họ không muốn như vậy nhưng mà cách khác là họ có thể đi vay mượn các bạn và họ vay mượn bằng cách là họ bán trái phiếu thì những nhà đầu tư mua trái phiếu đó để mà lấy lời thì trong tình hình mà xấu đó giống như chúng ta nói tới là dịch bệnh xảy ra hay là chúng ta nói tới năm 2008 đó trong trường hợp đó thì các bạn có thể nhìn thấy được là nhiều người đó họ không có sẵn tiền hay là họ không có muốn đi mua trái phiếu của những công ty tại vì họ sợ những công ty đó lỡ như bị phá sản thì sao cho nên họ không có cho vay họ không mua trái phiếu trong những thời điểm đó thì Fed lại phải mua trái phiếu đó các bạn và bơm tiền vào trong thị trường và cũng tương tự đối với công trái phiếu khi mà không ai mua thì fed sẽ là người mà mua các bạn thu vào và bơm tiền cho chính phủ để chính phủ có thể là sử dụng thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình đó, đây chính là cái biểu đồ liên quan đến cái số lượng tài sản mà Fed lưu trữ và phần lớn của đó chính là giấy nợ đó các bạn thì các bạn nhìn thấy được là mỗi khi chúng ta nói tới là siết chặt dòng tiền thì ngoài việc là họ tăng lãi suất họ sẽ bán trái phiếu để mà thu tiền trở về nhưng mà các bạn nhìn thấy được là họ đã từng làm gì nhiều lần rồi mỗi lần mà họ làm như vậy đó thì các bạn nhìn thấy được là cái số tài sản của Fed thì giảm xuống như là họ đã thu tiền vào các bạn siết chặt dòng tiền nhưng mà các bạn nhìn thấy được là bất cứ một thời điểm nào đó có cái gì xảy ra lớn thì họ lại bơm tiền trở lại và bơm rất là nhanh luôn. Có thể nói là những cái nỗ lực để mà thu về đó là không bao nhiêu các bạn tốn biết bao nhiêu ngày tháng nhưng mà bơm thì rất là lẹ. Các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình đó. Khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng nợ mà Fed lưu trữ đó thì nó không có thay đổi nhiều các bạn thấy được là cũng tăng theo thời gian từ năm 2004 cho đến năm 2008 rồi sau đó chúng ta có khủng hoảng lúc đó xảy ra thì các bạn nhìn thấy được là vào tháng 9 năm 2008 đó có một số tiền lớn đã được bơm vào trong thị trường dẫn đến cái đường này đã tăng lên rồi sau đó chúng ta nhìn thấy được là Fed cũng đã có những cái nỗ lực để um, thu trở về nhưng mà các bạn nhìn thấy được là kinh tế nó không được ổn thì lại tiếp tục bơm cho vào nhưng mà với cái tốc độ đó coi như là cũng đều đặn nhưng mà các bạn nhìn thấy được là sau đó đó thì vào thời điểm năm 2018 một lần nữa Fed lại nhìn thấy là cái số nợ nó quá nhiều rồi lại muốn siết chặt dòng tiền trở lại và họ cũng đã siết chặt từ cái thời điểm là tháng 3 của năm 2018 mãi đến tháng 8 năm 2019 các bạn. Trong thời điểm đó nó họ cũng đã bán bớt trái phiếu nhưng mà sau đó nó kinh tế nó lại chậm lại họ lại thu mua thêm trái phiếu các bạn. Rồi sau đó thì sao? Lúc đó chúng ta nhìn thấy được là năm 2020 đó thì dịch bệnh xảy ra rồi họ lại in ra một số tiền này các bạn họ lại bơm một số tiền vào trong thị trường khiến cho cái số nợ này lại tăng lên. Và bây giờ thì sao các bạn? Bây giờ đó họ lại cũng như là trước đây muốn siết chặt muốn thu về thì các bạn nhìn thấy được là bơm vào đó thì rất là nhanh, nhưng mà thu về đây thì không có bao nhiêu các bạn và tốn rất nhiều thời gian. Rồi sao nữa? Trong vòng vài năm nữa, trong vòng 10 năm nữa thì lại có một chuyện gì xảy ra. Các bạn nhìn thấy được là ở trong thị trường tài chính đó, thì nó sẽ có những cái chu kỳ những cái sự lặp lại. Có thể là các bạn không biết đó là gì, có thể là một thiên nga đen hay là chúng ta thấy được là khủng quản đó thì nó sẽ mãi mãi xảy ra. Tại vì sao các bạn? Tại vì nó đã khó cách đây cả trăm năm, cả ngàn năm rồi các bạn. Vì một thứ không thay đổi theo thời gian đó chính là lòng tham và sự sợ hãi. Khi mà lòng tham nổi lên đó, thì những tài sản sẽ tăng giá đột biến các bạn và nó cứ tăng tới một lúc nào đó nó không ai mua tài sản đó nữa, tại vì cái mức nó đã tăng quá sức tưởng tượng rồi thì dẫn đến gì các bạn dẫn đến chúng ta lại nhìn thấy được là cái tài sản đó nó bị giảm giá dẫn đến bong bóng bị vỡ dẫn đến chúng ta có suy thoái tài chính tại vì cái sự hoảng sợ đã bao trùm cái thị trường rồi họ lại bơm tiền vào trong thị trường rồi cứ thế tiếp tục và chúng ta cũng nhìn thấy được là cái dòng tiền M2 đó đây là cái dòng tiền mà chúng ta nói tới là tiền mặt đô la cộng với lại cái số tiền gửi tiết kiệm hay là gửi ngắn hạn trong ngân hàng thì vẫn tăng theo thời gian các bạn cho nên khi mà chúng ta nói tới lạm phát thì chúng ta chỉ đang nói tới là họ muốn đẩy lùi phần trăm lạm phát cho tương lai mà thôi chứ còn những gì mà đã xảy ra trong quá khứ đó thì không có ai thay đổi được hết và tiền nó đã mất giá rồi các bạn đó là điều mà các bạn nhìn thấy rất là rõ ràng và đó chính là lập luận đầu tư các bạn mỗi lần mà thị trường không được tốt đó thì thuận vẫn nghĩ tới lập luận đầu tư của mình có sai hay là không hay là thế giới có phải là thay đổi mọi người bây giờ đó đã không còn tham lam nữa và cũng không còn sợ hãi mọi người đều rất là logic thì câu trả lời của thuận mỗi lần mà nghĩ đến đó, thì câu trả lời là không phải cho nên lập luận của thuận đó, thì nó vẫn là như vậy cho đến bây giờ đó là những cái mà giúp thuận vượt qua được những cái thời gian khó khăn tại sao những lúc mà nhiều người cảm thấy khó khăn nhiều người cảm thấy là muốn bán hết cho rồi tại vì bị áp lực quá lớn nhưng mà mỗi lần như vậy đó thuận lại nghĩ đến là tại sao mình lại đầu tư từ ngày đầu tiên tới bây giờ cái lập luận đầu tư của mình có còn đúng hay là không và mỗi bạn đó thì sẽ có mỗi một cái cách đầu tư khác nhau cũng như là lựa chọn loại tài sản các bạn thuận đang nói tới tài sản nói chung tài sản mà thuận yêu thích nhất đương nhiên là crypto rồi cái đó là điều mà các bạn cũng đã biết thuận đó thì đương nhiên cũng luôn chữ trữ những cái tài sản khác như là bất động sản nhưng mà thường cũng không phải là chuyên gia gì đâu các bạn thường chỉ trên căn bản nó rất là đơn giản là mua nhà xong rồi cho mướn mà thôi chứ thường cũng không có làm cái gì gọi là quá màu mè liên quan đến bất động sản hết không có mua nhà rồi sửa lại để bán kiếm lời thì hết các bạn thường chỉ đơn giản là thấy căn nhà hợp lý ở Cali này thuận mua sau đó thuận cho mướn thì nó cứ đơn giản vậy thôi và thường có dư tiền thì cũng làm như vậy và thường phân chia tài sản ra và chứng khoán cũng vậy các bạn thuận chỉ đơn giản là mua spot mà thôi cũng chứ không có sử dụng option hay là future hay gì hết á nhưng mà cái thị trường mà thuận yêu thích nhất chính là thị trường crypto các bạn nó rất là mới rất là sôi động cho dù nó đã có 15 năm rồi cho dù là thuận đã tham gia vào thị trường này đã từ giống như là cuối năm 2016 tới bây giờ cho dù đã nhiều năm như vậy rồi mỗi ngày thuận mở mắt gì đọc tin tức thuận theo dõi thị trường này đó thì nó vẫn như nhà đầu tiên các bạn thuận vẫn cảm thấy là tràn đầy sự sống thị trường này thật sự là cái gì cũng có thể xảy ra nó khiến cho thuận có bất ngờ này tới bất ngờ khác các bạn có nhiều khi bất ngờ tốt có nhiều khi bất ngờ xấu nhưng mà không sao cả các bạn đó chính là cái sự sôi động của thị trường và đó cũng là lý do tại sao mà nhiều người bị thu hút bởi thị trường này nhưng mà thôi các bạn mới đầu vô video thuận đã tâm sự khá nhiều rồi để thuận chú tâm để mà chia sẻ tin tức với các bạn và trước khi mà chúng ta tiếp tục và những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn giao dịch Marchex và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Marchex cũng là một sàn giao dịch như là các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Tuy nhiên ở Marchex thì sẽ không có các rắc rối bởi quá nhiều tính năng. Marchex đơn giản hóa giao diện giúp cho người mới cũng như người cũ có thể trải nghiệm giao dịch tốt nhất. Marchex muốn đem đến thông tin về chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Bất cứ khi nào bạn đăng ký mới và nạp tối thiểu là 100 USD bạn bạn sẽ nhận được tương ứng 100 USD tiền thưởng vào tài khoản của mình. Ngoài ra đó, thì bạn sẽ nhận được thêm 20% tiền thưởng cho khoản tiền bạn gửi vào. Tối đa là 10.000 USD với điều kiện là bạn đăng ký qua mã promo code Thuần Capital trong phần mô tả này. Tiền thưởng này đó bạn có thể sử dụng để mà trang trải phí giao dịch lên tới 50%. Ngoài giao dịch thông thường với các đoạn 7 thì Matrix cũng có copy trading. Bạn có thể lựa chọn các leader tại leaderboard sau khi mà xem xét chi tiết chiến lược của họ có phù hợp với bạn hay là không. Hoặc bạn cũng có thể tự tạo chiến lược riêng cho mình. Convert bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa những cái loại crypto với nhau. Wallet nơi mà bạn quản lý tổng số dư tài khoản của mình có thể nạp mua rút crypto của bạn. Xem thống kê số dư từng loại crypto, danh sách staking, lịch sử nạp rút và giao dịch. Ngoài sự tiện lợi và nhanh chóng khi mà đăng ký cũng như là giao diện tối giản cho trải nghiệm tốt hơn cùng với các thông tin khuyến mại hấp dẫn. Thì như mà nào muốn tìm hiểu thêm về Matrix thì các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới video này và cái link đăng ký cũng nằm trong phần mô tả như rồi thuận lợi. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Margex. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay thì các bạn nhìn thấy được là giá của Bitcoin đó thì ngày hôm nay đó cũng đã có cái sự hồi phục các bạn chúng ta cũng đã trở về cái mức cách tay vào tiếng đồng hồ là khoảng 63.400 đô hiện bây giờ là 62.888 thì thật ra đó cũng giống như là hai ngày qua khi mà giá giảm xuống còn khoảng sau 1.000 là chúng ta cũng không quan tâm nhiều thì hôm nay giá tăng trở lại 1.000 ngàn mấy đó thì chúng ta cũng không quan tâm nhiều đó các bạn tại vì trên căn bản khi mà các bạn zoom ra đang nhìn vào biểu đồ đến ngày thì các bạn cũng đã thấy được là chúng ta chỉ tiếp tục đi trong một cái phạm vi nào đó mà thôi chúng ta nhìn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục đi trong cái phạm vi này các bạn là trên 60.000 đô chứ cũng chưa có gì gọi là quá đặc biệt xảy ra hết các bạn và các bạn nhìn thấy được là cho tới thời điểm bây giờ đó nhìn vào cái biểu đồ hit map của Bitcoin các bạn đây là cái biểu đồ mà nhiều bạn rất là thích thì các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình tất cả đều là màu đỏ nhưng mà nào mà mới đến kênh mà chưa rõ thì các bạn nhìn ở bên tay trái này đây các bạn nhìn thấy được là có những con số giống như là dưới 1, 1 tới 10 thì những con số này đại diện cho những cái nhóm địa chỉ ví của Bitcoin nói chung chứ không phải là riêng một địa chỉ ví nào hết các bạn nhìn thấy được là chúng ta có nhóm địa chỉ ví từ 10 tới 100, từ 100 tới 1000, 1000 tới 10.000 BTC và bên trên này chính là những địa chỉ ví mà có nhiều Bitcoin nhất các bạn, hơn 10.000 BTC. Và các bạn nhìn thấy được là ở bên tay phải đó chúng ta có màu đỏ cho đến màu xanh thì màu đỏ có nghĩa là phân phối các bạn, có nghĩa là chúng ta nhìn thấy Bitcoin rời khỏi và màu xanh có nghĩa là tức lũy càng xanh đậm là càng tích lũy nhiều thì đây là tài liệu on chain chúng ta sẽ không biết được là họ mua hay là bán khi nào nhưng mà chúng ta có thể sử dụng tài liệu on chain khi mà bitcoin nạp vào hay là rút ra thì các bạn có thể nhìn thấy được hiện bây giờ đó tất cả đều là màu đỏ hết bất cứ chúng ta nhìn vào cây nhóm địa chỉ ví nào nghĩa là chúng ta nhìn thấy hiện tượng là phân phối các bạn có thể nghĩ như thế này phân phối có nghĩa là chúng ta có nhiều người bán họ muốn đưa bitcoin của mình cho người khác và chúng ta nhìn thấy được là tất cả đều là màu đỏ thì ai đang mua thì trên căn bản đó đây là một cái cái biểu đồ mà nó chỉ sử dụng những cái dữ liệu mà không tính dữ liệu của sàn hay là otc hay là những cái market maker các bạn và lúc này đó tại sao chúng ta đã nhìn thấy nhiều màu đỏ trong khi mà giá Bitcoin thì cũng không nên nói nào đâu các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là đúng là đã có một cái sự điều chỉnh sau khi mà có Bitcoin halving. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ đây có thể là một cái sự điều chỉnh rất là bình thường sau đợt halving mà thôi chứ không có gì đặc biệt hết. Chúng ta cũng không có những cái tin tức gọi là cực kỳ xấu. Đúng là chúng ta có những cái tin tức liên quan tới pháp lý nhưng mà nó thật sự cũng không có ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường đâu các bạn. Nhưng cái chúng ta nói tới gần đây đó chính là cái cuộc chiến pháp lý ở Hoa Kỳ liên quan đến những cái dịch vụ trộn tiền và thông nghĩ là phần lớn nhiều bạn ở đây cũng không có sử dụng và cũng không có quan tâm đến đâu à, và chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái lý do khác đó là liên quan tới SEC chuẩn bị kiện một số những cái công ty nhưng mà họ chỉ chuẩn bị kiện mà thôi họ vẫn chưa có kiện và các bạn nhìn thấy được đến bây giờ đó SEC cũng đã kiện rất là nhiều rồi và các bạn nhìn thấy được là những cái đồng đó đã được SEC gọi là chứng khoán thì vẫn tiếp tục giao dịch mà thôi nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà đây lại là cái thời điểm mà chúng ta nhìn thấy có cái sự phân phối lớn và không phải riêng đợt này đâu các bạn có thể zoom ra và nhìn vào biểu đồ này đó thì các bạn để ý là có thời điểm nào khác tương tự như vậy hay là không Thì câu trả lời là có các bạn Vào thời điểm là cuối tháng 8 đầu tháng 9 của năm ngoái Thì lúc đó có phải là giá giảm mạnh hay không Thì cũng không phải các bạn Giá nó cũng tương tự như là bây giờ Thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái khúc này nè Thì giá hầu như đi ngang một thời gian là khoảng chừng 2 tháng luôn Thì như bạn nói là nó cũng không giống đâu Tại vì bây giờ đó cái giá nó có sự dao động rất là lớn. Thì bây giờ các bạn zoom ra rồi các bạn mới thấy cái sự dao động bây giờ so với trước đó là nhiều thôi. Chứ còn các bạn cứ nghĩ đi sau này đó khi mà giá Bitcoin cao hơn nữa thì cái sự lên xuống này đó nó sẽ bị giảm xuống các bạn tại vì khi mà cái chỉ số ở bên tay trái nó tăng lên đó, thì cái sự dao động này đó khi các bạn nhìn vào cái hình giả nó sẽ giảm đi. Thì cũng tương tự thôi cái lúc mà ở cái phân khúc này của thị trường đó các bạn có thể nhìn thấy là lúc đó giá Bitcoin đó thì cũng chưa có qua được 40.000 đô thì các bạn nhìn thấy được là cái sự lên xuống đó nó cũng sẽ nhìn giống như là bây giờ chỉ là bây giờ giá Bitcoin đã lên tới 60-70.000 đô rồi cho nên chúng ta mới nhìn lại lúc đó thì thấy là cái sự dao động này là không đáng kể gì thì nó cũng có cái sự tương tự như vậy các bạn và những cái lúc mà các bạn nhìn thấy được là giá cả đi hàng ngang hay là đi xuống từ từ đó giống như là mỗi 1-2 ngày xuống 1%, 1.5% hay gì đó rồi sau đó lại tăng trở lại một phần trăm hoặc là giảm hai phần trăm đó là những cái lúc mà thị trường lại chán nản nhất các bạn thị trường nó không chán nản lúc mà giá tăng cái đó đương nhiên rồi lúc đó rất là sôi so động nhưng mà thị trường cũng không có chán nản lúc mà giá đâm mạnh đâu các bạn khi mà giá đâm mạnh thì đúng là nhiều người sẽ không được vui nhưng mà lúc đó cũng rất là sôi so động các bạn tại vì lúc đó là những lúc mà chúng ta thấy được là có nhiều volume trade hay là có nhiều tin tức lớn cái lúc mà khiến cho thị trường chán nản nhất đó chính là cái lúc giá đi hàng ngang và hay là đi xuống từ từ được các bạn giống như là thời điểm bây giờ thì đó là là lúc mà nhiều người lại thoát hàng nhất. Nhưng mà nào mà đã trải qua ít nhất là vài năm trong thị trường này đã sẽ để ý và thấy điều đó là điều mà chúng ta đã nhìn thấy nhiều lần rồi. Và đối với những mà nào mà mới đến thị trường này thì sẽ nghĩ là giá cả của BTC đã dao động rất là nhiều hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng nhưng mà không phải được các bạn. Trên căn bản đó, giá cả của BTC có thể là ở một cái mức nào đó gọi là rất là ổn định các bạn, có nghĩa là lên xuống chỉ khoảng chừng 1 2 ngàn đô trong một khoảng thời gian dài luôn, có thể lên tới 2 tháng hoặc là 3 tháng. Chúng ta cũng vừa chứng kiến cái thời điểm là khoảng chừng đầu tháng 9 cho đến khoảng chừng là gần như cuối tháng 10. Đó là thời điểm khoảng chừng 2 tháng các bạn thì giá Bitcoin có thể hoàn toàn tích lũy ở mức nào đó trong phạm vi 2 tháng cũng là điều chúng chúng ta đã từng thấy xảy ra rồi cho nên đối thuần cũng không gì là lạ ngay bây giờ đâu các bạn ngoài chỉ chúng ta có tin tức gì xấu à, và lúc đó thì chia sẻ ngay với các bạn chứ còn bây giờ đó cũng không có cái tin tức nào lớn ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường ngay bây giờ đâu và chúng ta cũng đã từng nói đến nhiều lần rồi thường sẽ không lặp lại quá nhiều nhưng mà cái mà chúng ta muốn đó chính là cái sự tích lũy tại vì chỉ như vậy đó những cái chỉ số như là phân tích kỹ thuật hay là chỉ số liên quan đến on chain nó mới reset lại các bạn và chúng ta hãy xem coi là ngày hôm nay đó với cái mức giá hiện bây giờ đó thì phần trăm thường có lợi giữa trong classo là bao nhiêu thì các bạn thấy được là hôm nay đã có sự tăng trở lại thì chúng ta mức là 90.79% cũng không có theo dõi gì nhiều các bạn chúng ta phải có sự tích lũy lâu hơn là bây giờ mới có cái ảnh hưởng đến với cái chỉ số này cho nên hôm nay cũng không có gì là quá đặc biệt cũng tương tự như ngày hôm qua mà thôi các bạn tăng trở lên từ 88 lên 90% và chúng ta có thể nhìn thấy được một cái chỉ số khác nữa đây là chỉ số được chia sẻ bởi cc data thì họ cho thấy là cái khối lượng giao dịch crypto trên toàn cầu đã giảm 44% trong tháng 4 các bạn từ mức là 9.12 nghìn tỷ xuống còn 6.58 nghìn tỷ và họ cũng đưa ra những cái lý do như là tình hình chính trị căng thẳng ở Trung Đông hay là chúng ta có cái dòng vốn rời khỏi những quỹ Bitcoin Smart ETF ở Hoa Kỳ nhưng mà sự thật đó là giá của BTC đã tăng liên tục 7 tháng rồi các bạn và tăng rất là nhiều luôn trong vòng 7 tháng đã tăng từ cái mức là 20 mấy ngàn đô lên tới cái mức là 73 ngàn đô thì bây giờ chúng ta đang chứng kiến một đợt điều chỉnh thì cũng rất là bình thường mà thôi và khi mà điều chỉnh và chúng ta đang trong tình hình tích lũy như bây giờ thì mọi người sẽ khá là chán nản các bạn đó là điều dễ hiểu và chúng ta có thể nhìn thấy một cái thống kê thường cảm thấy là thú vị hơn để cho các bạn có thể hình dung được là chúng ta có thể đang ở đâu trong cái chu kỳ này khi mà chúng ta nhìn vào những cái hoạt động trên những kênh YouTube thì Benjamin Cohen đây là một trong những người mà có kênh YouTube rất là lớn có tên là Into the Cryptoverse thì Ben Cohen đã thống kê các kênh YouTube lớn ở trong giai đoạn bull run năm 2021 và các kênh này đã có trung bình là khoảng 3 tới 4 triệu lượt xem mỗi ngày. Khi mà chúng ta tính hết tất cả và những kênh mà được Ben Cohen thống kê đó trong đó chúng ta có những cái kênh nổi tiếng như là Aaron Bennett, Bankless, chúng ta có Da Vinci Jeremy, Ivan on Tech chúng ta có Coinbase, Alex Becker, Bitboy Crypto, Coin Bureau, Crypto US các bạn rất là nhiều những cái kênh lớn thì trung bình mỗi một ngày cái thời đỉnh điểm của năm 2021 đó chúng ta lúc đó là có khoảng chừng 3 tới 4 triệu lượt xem mỗi một ngày và chúng ta có thể nhìn thấy được là vài tháng trước đó thì các kênh này chỉ đạt khoảng có 2 triệu lượt xem mỗi ngày mà thôi sau khi mà họ duy trì là một triệu lượt xem mỗi ngày trong nhiều tháng nhưng bây giờ đó các kênh này đã quay trở lại cái mức là một triệu lượt xem mỗi ngày các bạn nên hiểu là giá của BTC đã đạt đỉnh mới trước khi mà có Bitcoin Heaven nhưng mà cái sự sôi so động đó, nó vẫn chưa thật sự là có đâu các bạn đúng là đã sôi so động hơn nhưng mà vẫn chưa có sôi so động như năm 2021 đâu đối với kênh của Thuận đó thì các bạn đã nhớ là khi xưa đó mỗi một video Thuận chia làm hai phần thậm chí là ba phần nếu như mà dài quá bây giờ đó thì Thuận không có chia nữa tại vì team của Thuận cũng đã dành thời gian để mà timestamp dưới mọi cái video để các bạn dễ dàng để mà xem cái phần các bạn thích thì đối với trên của thuận đây thì khi xưa đó mỗi một ngày năm 2021 thì trung bình tôi nhớ là đâu đó khoảng chừng là 40 tới 50 ngàn lượt xem bây giờ thì trung bình chỉ khoảng 20 ngàn lượt xem thôi các bạn cho mỗi một cái video thì uh, cái số lượng lượt xem mỗi video này cũng không có cao như năm 2021 các bạn đúng là khi xưa là có hai video nhưng mà nếu như mà trở lại như khi xưa đó thì tôi nghĩ là mỗi video phải đâu đó là từ 30 cho đến 35 ngàn lượt xem nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn ở mức là 20 ngàn lượt xem mà thôi cho dù là giá cả đó khi chúng ta nghĩ đến giá bây giờ là gần như 63.000 đô là cái giá gần như đỉnh của năm 2021 rồi lúc đó nó sôi động như thế nào các bạn bây giờ giá mức là 63.000 đô gần cái mức đỉnh của năm 2021 nhưng mà cái lượt view đã không bằng thị trường vẫn chưa thật sự vào cái thời kỳ sôi động đâu các bạn chúng ta bây giờ hãy nói tới tổng số vốn hóa của thị trường đi thì các bạn nhìn thấy được là hôm nay đã có cái sự hồi phục của Bitcoin là 1.9% thì tổng số vốn hóa cũng hồi phục phần trăm tương tự với cái mức vốn hóa bây giờ là hơn 2 bốn nghìn tỷ và đương nhiên Bitcoin hôm nay hồi trở lại thì các bạn nhìn thấy được là những con coi cũng đã có cái sự tăng trưởng cùng với lại BTC và khi Bitcoin xuống nó thì nhiều con xuống phần trăm nhiều hơn hôm nay Bitcoin hồi trở lại thì nhiều cái altcoin cũng đã hồi trở lại cái phần trăm nhiều hơn các bạn cái này cũng là điều dễ hiểu và chúng ta có thể nhìn thấy được là hôm nay đó đã có một cái thông báo đến từ thượng nghị sĩ Cynthia Lumus và bà đã thu thập được 30 chữ ký từ các nghị sĩ đảng Cộng Hòa tổng cộng là có 100 thượng nghị sĩ các bạn ở thượng viện thì các bạn đã nhớ đó là chúng ta đã có một cái đề xuất đã được thông qua hạ viện ngày hôm qua, đó chính là đề xuất hủy bỏ cái quy định SAP 121 của SCC, quy định mà hạn chế các tổ chức tài chính trong việc lưu trữ bịch khôi thì các bạn đã thấy được là Syntelomus là ở thượng viện thì bà đã có 30 chữ ký ủng hộ rồi. Và nếu như được thông qua đó ở thượng viện thì chúng ta cần có 51 chữ ký thì bà cũng đã hơn nửa đoạn đường rồi các bạn. Và nếu như mà được thông qua thượng viện thì cái bước kế tiếp đó chính là Tổng thống Joe Biden, nhưng mà tổng thống Joe Biden nói là ông lại không muốn ký các bạn. Cho nên đây là cái sự khác biệt mà chúng ta nói tới ngày hôm qua giữa cụ tổng thống Donald Trump khi mà ông đã phát biểu liên quan đến cái việc bầu cử tổng thống ngày hôm qua và trả lời những câu hỏi là Ông rất là ủng hộ crypto các bạn. Thì các bạn thấy được là ông cũng đã nói là ông sẽ chấp nhận nguyên góp cho các chiến lược tranh cử bằng crypto. Và đây là cái clip ngắn để Thuần chia sẻ với các bạn. Nó chỉ 7 giây mà thôi các bạn. Thì có người đã hỏi là có nguyên góp bằng crypto được hay không? Thì uh, ông đã nói là nếu như mà chưa được thì tôi sẽ tạo điều kiện để có thể nguyên góp bằng crypto được. If you can't, I'll make sure you can. can we donate to the Trump campaign using crypto? I believe the answer is yes. Đó là cái câu trả lời của cựu tổng thống Donald Trump các bạn liên quan đến việc là quyên góp cho cái đợt bầu cử kế tiếp này. Thì chúng ta cũng đã thấy được là bây giờ đó liên quan đến crypto Hoa Kỳ về mặt chính trị thì hầu như đây là cái vấn đề của đảng này đối với đảng kia. Nhưng mà Sam mình đã chia sẻ đó chỉ là một cái vấn đề thôi các bạn. Vấn đề đó là liên quan đến tuổi tác. Tại vì các bạn nhìn thấy được là khi mà chúng ta đã nói đến cái cuộc bầu cử ngày hôm qua ở Hạ Viện đó, chúng ta đã có 21 đảng viên của Đảng dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ cùng với Đảng Cộng hòa để có thể cho thông qua cái dự luật hủy bỏ sắp 121 của SCC thì 21 người đó cái độ tuổi trung bình là 48 tuổi các bạn Trong khi mà chúng ta nhìn thấy được là có rất là nhiều người lãnh đạo Ở quốc hội bây giờ họ rất là lớn tuổi Maxine Waters các bạn Bà cũng đã từng giữ chức vụ là chủ tịch quỹ viên dịch vụ tài chính ở Hoa Kỳ Bà đã 85 tuổi Tổng thống Joe Biden là 81 tuổi Elizabeth Warren là 74 tuổi Thì chúng ta có rất là nhiều người có cái độ tuổi lớn hơn ở quốc hội các bạn và đối với lại Sam Lyman thì đây là một cái yếu tố lớn dẫn đến tại sao mà cái luật crypto ở Hoa Kỳ nó lại khó khăn hơn nhiều, tại vì cái tuổi tác của những người mà làm chính trị nó quá cao, thì đây cũng là một cách nhìn mà thôi các bạn. Đối với Thuần Đức thì Thuần nghĩ là có một lý do khác nữa, tại vì Thuần đã từng chia sẻ với các bạn năm 2020 và 21 đó không phải như bây giờ đâu, lúc đó hầu như chúng ta có rất là nhiều người ủng hộ crypto từ cả hai đảng luôn, chứ không phải là chỉ riêng một đảng nào hết. Thuần nghĩ là cho dù là các bạn không có hiểu nhiều về crypto, thì các bạn cũng đâu đó nghe đây là một cái sự đổi mới, nó có tốt hay là xấu đó thì đó là quan điểm của mỗi một người mà thôi và quốc hội cũng như vậy các bạn họ nghe nói là lúc đó lúc đó là năm 2020 và 21 đó thì crypto đang nổi lên thì chúng ta thấy được là những công ty crypto đó thì ngày càng đồ sộ hơn nhưng mà quốc hội đó thì cũng không có muốn giống như là hoàn toàn ủng hộ thì họ cũng chưa rõ cái này là gì hết nói chung đó thì chúng ta nhìn thấy được là ở Hoa Kỳ chúng ta cũng có những cái sàn như là Coinbase hay là Kraken nhưng mà cũng đã có nhiều năm rồi và họ cũng không có những cái sàn mà có, có mối quan hệ mật thiết với chính trị đâu còn những cái sàn mà bên ngoài Hoa hoa kỳ như là binance thì đương nhiên không có mối quan hệ nào liên quan đến chính trị của hoa kỳ cho nên họ rất là cẩn thận các bạn cho đến khi có một chàng trai trẻ xuất hiện các bạn mà họ lại cảm thấy tin tưởng đó chính là sam free saman free đó là đến từ một cái gia đình mà có cái truyền thống ủng hộ chính trị rất là lâu đời và quen biết với rất nhiều người nổi tiếng các bạn. Thêm vào đó nữa là các bạn nhìn thấy rằng FTX là một sàn mà ngày càng nổi tiếng và có rất là nhiều tiền tuy là các bạn nhìn thấy là những người ở quốc hội đó thì lúc nào họ cũng thích có người ủng hộ mình để mình có thể dùng tiền đó để mà ra, để mà tái ứng cử hay là làm những gì mà mình cần làm khi mà mình còn là nghị sĩ. Nhưng mà không phải ai họ cũng dễ dàng chấp nhận đâu tại vì lỡ như mà có chuyện gì đó thì họ sẽ bị dính chung với người đó cho nên họ thường sẽ tránh xa crypto tại vì họ không biết tôi là gì trước đây mãi đến khi mà chúng ta thấy là Sam Free đến gần họ rồi họ bắt đầu có cái sự tin tưởng tại vì họ có lòng tin đối với lại ba mẹ của Sam Free các bạn nhìn thấy được họ cũng là luật sư và cũng có mối quan hệ với chính trị nhiều năm và Sam nó cũng đang nhận được cái sự ủng hộ đến từ rất nhiều người có quyền lực các bạn đã tiếp cận được với những người như là Maxim Water người này đã trước đây chính là chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính ở Hoa Kỳ và càng tiếp cận được với nhiều người nổi tiếng thì nhiều người nổi tiếng khác lại dễ dàng để tiếp cận hơn tại vì nghĩ là ồ oh, ngay cả Maxine Water cũng ủng hộ thì mình cũng nên ủng hộ tại vì bà ta có chức cao vọng trọng và ngay cả cụ tổng thống Bill Clinton các bạn cũng đã cùng chia Sam ở trên sân khấu để mà nói về crypto nói về tương lai của tiền kỹ thuật số và Sam Free fried cũng đã được mời đến quốc hội nhiều lần và rất nhiều người làm chính trị đã tin tưởng Sam Free và nghĩ là cái rủi ro rất là thấp trong khi mà có cái lý lịch tốt như vậy nhưng mà ai ngờ đâu các bạn ai ngờ đâu sang FTX lại là sàn mà bị sụp đổ khiến cho rất là nhiều người đó cũng đã bị hòa lây các bạn ít ra đã tiếng tâm của họ cũng đã bị ảnh hưởng bởi Sam Free và từ đó nó nhiều người đã nhanh chóng quay lưng với crypto tại vì họ thật sự cũng không hiểu và họ cũng không có muốn dính vào một cái vụ như là Sam Free nữa cho nên cho tới bây giờ đó chúng ta thấy được là chúng ta đã có một cái sự phân chia giữa hai đảng ở Hoa Kỳ và cái mà tôi muốn chỉ được đó là cái sự ảnh hưởng với được crypto của simon free đó không chỉ riêng là ở cái mức là bao nhiêu người bị mất tiền đâu các bạn hay là bao nhiêu nạn nhân đang chờ để mà lấy lại tiền của mình mà nó ảnh hưởng sâu hơn nữa về mặt chính trị các bạn về cái mặt pháp lý ở hoa kỳ cho nên simon free đã khiến cho thị trường này đã, đã bị đi lùi dài bước rồi đó là điều mà Thùng muốn chia sẻ ở đây với các bạn và đối với lại hoa kỳ đó thì thật ra hoa kỳ cần nhiều bước lắm chúng ta có thể thấy được là ở indo đó thì ngày hôm nay indo cũng đã đưa ra một cái thông tin là cơ quan giám sát giao dịch hàng hóa tương lai ở Indonesia đã thành lập quỹ ban giám sát crypto để mà theo dõi và đánh giá hoạt động của ngành crypto tại Indo và crypto để hiện đang được xem là hàng hóa tại Indonesia. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái đơn giản nhất bây giờ ở Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng crypto là gì các bạn. Đối với lại SEC đó thì nó là ngoại trên bịch khôi ra tất cả đều là chứng khoán hết nhưng mà lại không có chia sẻ chi tiết hơn cho nên mới có kiện tụng khắp nơi. Crypto là gì ở Hoa Kỳ đó vẫn chưa rõ ràng thì làm sao có bước kế tiếp được các bạn nên hiểu đây là cái bước căn bản nhất các bạn hỏi ai đó thì các bạn sẽ có câu trả lời khác nhau nếu như mà các bạn hỏi bộ tài chính thì họ sẽ nói là crypto đương nhiên là tiền rồi cho nên chúng tôi mới áp dụng luật chống rửa tiền kyc khi mà các bạn sử dụng crypto nếu như mà các bạn hỏi cục thuế đó họ nói là crypto đương nhiên là tài sản rồi tương đương như là vàng khi các bạn bán tài sản có lời là phải đóng thuế <laughs> các bạn thấy được là khi các bạn hỏi cftc ban quản lý hợp đồng tương lai hoa kỳ thì đương nhiên cftc nói là crypto đương nhiên là hàng hóa rồi tại vì họ muốn quản lý crypto khi các bạn hỏi sec thì đương nhiên họ nói là crypto là chứng chứng khoán tại vì họ chỉ có thể quản lý chứng khoán mà thôi thì đương nhiên họ phải liệt crypto và chứng khoán chứ nếu không làm sao họ quản lý được các bạn thấy được là cái đơn giản nhất của hoa kỳ bây giờ đó thì vẫn chưa có cái câu trả lời thì làm sao có thể tiến một bước nữa và hy vọng với cái sự đàn áp của SEC trong thời gian gần đây đó với nhiều những cái chu kiện tụng thì mọi thứ nó ngày càng rõ ràng hơn các bạn thấy được là ít ra bây giờ đã có cái vụ kiện tụng liên quan tới SEC thì tòa án sẽ quyết định là Ethereum là chứng khoán hay là hàng hóa hay là cái gì đó tòa án sẽ ra cái quyết định các bạn thì ngày nó càng rõ ràng hơn và với cái sự đàn áp của SEC đó thì quốc hội cũng đã nhanh chân hơn rồi chứ nếu không họ cũng tà tà các bạn họ nói là sẽ có luật crypto mà đã nói mấy năm rồi ít ra bây giờ đó mọi thứ nó đã, đã tiến nhanh hơn đã có bắt đầu có những cái đợt bỏ phiếu như là ngày hôm qua thì ít nhiều gì đó chúng ta nhìn thấy được là Gail Gansler cũng đã làm đúng nhiệm vụ của mình là một nhân vật phản diện xuất sắc dẫn đến là mọi thứ nó đi nhanh hơn một chút các bạn và hiện bây giờ ở Hoa Kỳ đơn vị nào được quản lý vẫn chưa có rõ luôn. Các bạn nhìn thấy được là Indo đó thì ít ra họ cũng đã nói là cái đơn vị quản lý hàng hóa là đơn vị mà sẽ quản lý thị trường này. Tại vì tất cả đều là hàng hóa hết và họ muốn thành lập một cái quỹ ban và trong quỹ ban này đó sẽ có đương nhiên những người đến từ những cái bộ phận của chính phủ cùng với lại những người đến từ ngành để có thể đưa ra những cái quy định nó hợp lý hơn. Thì Hoa Kỳ cần phải đi tới cái bước đó các bạn và hy vọng nó sẽ nhanh hơn. Nhất là đối với những cái tin tức gần đây và chúng ta cũng thấy là có một cái sự chia sẻ đến từ Joe Lubin các bạn Joe Lubin là của Consensus thì Joe Lubin nó đưa ra một cái cáo buộc Joe Lubin nghĩ là tại sao mà đến bây giờ SEC mới bắt đầu có đồng tĩnh liên quan tới Ethereum tại sao lại không làm trước đó các bạn thấy được là Ether đã chuyển thành Proof Stake một thời gian dài rồi thì tại sao họ phải đợi tới bây giờ thì Joe Lubin nói là có một lý do tại vì gần đây đó khi mà có Bitcoin Smart ETF thì cái dòng tiền chảy vào Bitcoin Smart ETF rất là nhiều có thể là SEC đã nhìn thấy điều đó và lo lắng là nếu như mà có Ether ETF cho dẫn đến là còn nhiều tiền hơn chảy vào thị trường này cho nên họ muốn kiếm cớ để mà từ chối Ethereum Spot ETF có thể là họ thật sự là cũng không muốn liệt Ether là chứng khoán đâu nhưng mà bây giờ họ cũng hết cách rồi. Đây là cách duy nhất để họ có thể từ chối Ether Spot ETF. Có thể là như vậy các bạn, nhưng mà đó ít ra là cái sự cáo buộc đến từ J. bình và Consensus đã kiện SEC. Khi nào ra tòa đó thì chúng ta phải chờ ngày, nhưng mà cái vụ này sẽ kéo dài năm nữa chứ không phải là ngắn hạn đâu, cho nên nó cũng không ảnh hưởng đến chu kỳ này đâu các bạn. Cái này nó sẽ có ảnh hưởng dài hạn hơn trong vòng nhiều năm tới. Chúng ta cũng có cái thông tin đến từ JP Morgan khi mà nói tới Ether thì JP Morgan ngân hàng này đó họ cho là SEC gửi cái Wells Notice nghĩa là cái ý định kiện sàn Robinhood thì cái điều này cũng không ảnh hưởng đến việc phê duyệt Ether Spot ETF đâu. Họ nói là sớm cái gì cũng sẽ có mà thôi nhưng mà khả năng chúng ta sẽ không có cái sự phê duyệt Ether ETF trong tháng này đâu Tại vì các bạn đã biết là hạn chót là 23 tháng 5 Thì khả năng cao là cái tháng này sẽ bị từ chối Nhưng mà sớm mua gì cũng sẽ có mà thôi Và SEC đó có thể cuối cùng cũng sẽ phải thiết lập một hạng Một trung gian mới cho Ether Phân loại nó không phải là hàng hóa cũng không phải là chứng khoán Cuối cùng thì việc phân loại Ether có thể là sẽ do tòa án quyết định Có thể là tòa án nói là được rõ ràng là Ether không phải là chứng khoán có thể là SEC hợp lý để quản lý Ethereum nhưng mà nó không phải là chứng khoán cần phải phân loại nó là một cái gì khác không phải là chứng khoán không phải là trái phiếu nó là một cái gì khác nữa Chúng ta cũng còn vài thông tin lớn thông muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có những tổ chức tài chính lớn như là US Bank, Wells Fargo, Mastercard, Visa và một số tổ chức tài chính lớn khác, họ đã tham gia việc thử nghiệm thô kinh hóa tài sản. Hiện tại đó thì họ nói là tiền của ngân hàng thương mại, tiền của ngân hàng trung ương và các chứng khoán như là nợ có chất lượng tốt đều tồn tại trên những hệ thống riêng biệt và dự án này sẽ token hóa tất cả trên một hệ thống về cơ bản dự án này đang tìm ra cái cách nào đó để có thể có những giao dịch xuyên biên giới và xuyên hệ thống nhanh hơn với việc giảm thiểu các sự cố lỗi thì chúng ta cũng đã nói tới tại sao cần phải token hóa tài sản tại sao đây là điều mà những ngân hàng họ muốn tiến tới tại vì có rất nhiều lợi ích các bạn thứ nhất là họ có thể tiếp cận với nguồn vốn lớn hơn các bạn có thể thấy được là khi mà token hóa tài sản rồi đó thì sẽ mở rộng ra cho rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới tại vì họ chỉ cần là có thể mua được token là được rồi chứ không cần phải đăng ký hay là những cái phiền phức như là bây giờ nếu như mà một người mà sống ngoài Hoa Kỳ không muốn tịch Hoa Kỳ mà họ muốn đầu tư chứng khoán trực tiếp thì rất là khó các bạn họ phải thông qua nhiều trung gian thô kinh hóa nó sẽ mở rộng ra cái nguồn vốn đó rất là tốt cho thị trường vốn của hoa kỳ và một tài sản thô kinh hóa rồi có thể giảm thiểu được rất nhiều chi phí và thời gian tại vì các bạn thấy được là mỗi lần các bạn mua hay là bán chứng khoán thì cần phải qua một cái công ty để mà họ ghi chép ai là người sở hữu rồi bán cho ai rồi họ phải có rất nhiều thủ tục các bạn nói chung là khi các bạn mua bán chứng khoán hay là tài sản ở hoa kỳ thì có rất nhiều những cái giấy tờ và tốn rất nhiều thời gian nhưng mà thi mà token hóa rồi thì sẽ giảm thiểu được những cái đó. Và một điều khác nên thường không có nghĩ đến cho đến khi thường đọc bài viết này đó chính là những cái loại tài sản đó bây giờ họ trên những hệ thống khác nhau nhưng mà khi mà token hóa rồi thì những tài sản đó có thể là trên một blockchain và có thể được xử lý chung giống như là những cái token mà thôi các bạn. Các bạn có token của à, dự án này dự án kia nhưng mà tất cả đều chạy trên mạng lưới của Ether hết thì sau này nó cũng sẽ như vậy cho những tài sản nhưng mà họ sẽ thử nghiệm với lại mạng lưới nào thì họ chưa có nói các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là có một thông tin khác nữa cũng đến từ một ngân hàng lớn ở Nhật Bản đó chính là ngân hàng SBI. Thì ngân hàng này đó họ đã tuyên bố là hợp tác với là Julius để mà mở rộng hệ sinh thái token cho người ham mộ thể thao ở Nhật Bản và họ dự định là thành lập một cái liên danh tại Nhật để mà cung cấp cho người hâm mộ địa phương cái quyền truy cập vào token từ các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng. Nói chung họ hợp tác với là Julius để họ có thể là cho những người fan hâm mộ bóng đá hay là thể thao đó tiếp cận được những cái token đó dễ dàng hơn mà thôi thông qua cái nền tảng của SBI Holdings và chúng ta cũng có một cái thông tin rất là lớn nó liên quan đến châu Âu các bạn thì cơ quan giám sát chứng khoán và thị trường châu Âu hay còn gọi là ESMA họ đang đánh giá khả năng để mà tích hợp Bitcoin và tiền điện tử vào thị trường quỹ tương hỗ như là mutual funds thị trường này có vốn hóa rất là lớn là 12.000 tỷ euro thì cơ quan này đó họ đang kêu gọi phản hồi về việc mở rộng phạm vi các tài sản được phép cho các doanh nghiệp đầu tư tập thể vào chứng khoán chuyển nhượng hay còn gọi là UCITS. Những sản phẩm này đã chiếm hơn 75% các quỹ đầu tư do công nhân của Euro sở hữu. Cái việc phê duyệt Bitcoin cho những sản phẩm UCITS này đó thì có thể cho phép các quỹ quản lý có thể phân bổ một phần tiền thì bây giờ họ chưa thể nhưng mà khi mà được thông qua rồi đó thì có thể là cho phép những cái quỹ mutual fund này có thể phân bổ một dòng tiền vào trong crypto để mà đa dạng hóa và sẽ có cái hiệu ứng tương tự như là Bitcoin Spot ETF tại Hoa Kỳ thì bây giờ đó thì đây chỉ là một cái sự tìm hiểu thôi các bạn chưa phải là chính thức ESMA đó họ sẽ tiếp tục thu thập ý kiến cho đến ngày 7 tháng 8 trước khi mà đưa ra khuyến nghị là có nên cho phép những cái quỹ này cái quỹ ucits này tiếp cận với Bitcoin crypto hay là không. Và nói tới Bitcoin Spot ETF đó, thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta cũng đã có thống kê cuối cùng rồi. Và thống kê cuối cùng đó, chúng ta nhìn thấy được là BlackRock hôm nay thu vào 14.2 triệu. Đương nhiên đáng tiếc là chúng ta có cái dòng tiền ra đến từ Drayscale uh, GBTC các bạn, nhưng mà tới cuối cùng thì hôm nay chúng ta có một ngày âm thì không có nhiều các bạn, âm 11.3 triệu đô la mà thôi. Và chúng ta cũng có thể thấy được là cho dù uh, là cái dòng tiền ETF gần đây nó cũng không có được sôi động nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là càng ngày chúng ta càng có thêm thông tin là những công ty nào đang lưu trữ Bitcoin Smart ETF. Tại vì giờ chúng ta còn tới tuần sau để cho những cái quỹ đầu tư mà quản lý hơn 100 triệu họ phải công bố là họ đang lưu trữ những tài sản nào. Và rất nhiều những cái thông tin gần đây là liên quan đến những công ty mà đang lưu trữ những cái quỹ Bitcoin Smart ETF. Trong đó chúng ta có cái công ty mới ngày hôm nay đó là CTC Alternative Strategy các bạn họ nói là họ đang lưu trữ tổng cộng là 27.7 triệu đô la cổ phần Bitcoin Spot ETF của BlackRock và các bạn có thể nhìn thấy được là ngay cả công ty bảo hiểm Mass Mutual họ cũng đã nói là họ cũng có mua Bitcoin Spot ETF và thú vị hơn đó là quỹ đầu tư được quản lý bởi gia tập Rothschild đầu tư 3,6 triệu đô la vào Bitcoin Spot ETF họ chia ra là Trayscale và Blackrock các bạn thật ra đối với cái quỹ này đó, thì 3,6 triệu là con số nó cực kỳ nhỏ các bạn là cái quỹ này quản lý rất là nhiều tiền nhưng mà ít ra đây cũng là những cái bước khởi đầu ai cũng vậy các bạn khi mà mới bắt đầu đầu tư vào bitcoin hay là crypto đây các bạn mới đầu đầu tư vào à, một chút ít và thật ra khi các bạn đầu tư một chút ít rồi các bạn thấy được giá cả lên xuống các bạn mới có hứng thú để mà tìm hiểu thêm chứ còn các bạn chưa đầu tư đó đi tìm hiểu cũng khá là nhàm chán các bạn nhưng mà khi các bạn đã có một cái gì đó trong thị trường này rồi thì tìm hiểu nó thú vị hơn rất là nhiều thì ai cũng mới đầu là như vậy rồi sau đó nhanh chóng trở thành à, cái phần lớn hơn và lớn hơn các bạn thùng mới đầu đó chỉ đầu tư một ngàn hai ngàn rồi cuối cùng xây lại <laughs> nó đã trở thành một phần rất là lớn trong cái danh mục đầu tư của Thuận bây giờ vẫn là cái phần lớn nhất các bạn hơn 50% hiện bây giờ là nằm trong crypto và chúng ta cũng đã thấy được cái sự tăng trưởng giá cả đó sau khi mà có Bitcoin Spot ETF là chủ yếu là đến từ cái lực mua rất là cao các bạn khi mà có nhiều lực mua đến từ những cái quỹ Bitcoin Spot ETF này thì sẽ không đủ ở trên sàn OTC để mà bán dẫn đến là họ sẽ mua trên sàn Spot dẫn đến giá cả tăng thì gần đây đương nhiên các bạn nhìn thấy được là cái dòng tiền nó đã chậm lại rồi không có tiếp tục rời khỏi nữa nhưng mà nó cũng đã gần như đứng như một chỗ rồi trong thời gian này các bạn ngay bây giờ chúng ta đáng tiếc là không có cái lực mua cao đến từ Bitcoin Spot ETF thì chúng Chúng ta lại thấy được là ở trên những sàn OTC đó thì đương nhiên ngày nào cũng sẽ có người bán các bạn. Và lúc đó sàn sẽ tích lũy thêm. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng trên sàn OTC đó đã tăng trở lại mức là 205.000 BTC hiện bây giờ. Cho đến khi nào mà chúng ta có cái lực mua mạnh nữa thì cái số lượng này nó mới giảm xuống các bạn. Bây giờ đó thì nó lại tăng ngược trở lên. Thì nếu như chúng ta muốn thấy cái sự tăng trưởng mà đến chỉ vì... Bitcoin Spot ETF đó, thì cái lực mua phải tăng lên một thời gian để có thể là lấy hết đi cái số lượng Bitcoin trên sàn OTC rồi tiếp tục tăng nữa dẫn đến là chúng ta có cái cú sốc nguồn cung rồi giá cả tăng trở lại và lần này đó thì cũng không cần nhiều thời gian như trước đây đâu các bạn tại vì các bạn đã nhớ là trước đây đó thì mỗi một ngày có 900 Bitcoin được đào ra bây giờ chỉ còn có 450 mà thôi sau khi mà có Bitcoin having và Thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là cho dù các bạn nhìn thấy được là cái số lượng Bitcoin rời khỏi bởi Rayscale rất là nhiều các bạn. Chúng ta thường ngày nói là Rayscale bán nhưng mà nói gì cho dễ hiểu thôi. Chứ còn sự thật đó cũng không có được công bằng lắm tại vì Rayscale không có bán mà những nhà đầu tư của họ bán. Và các bạn có thể nhìn thấy được là đã bán khoảng chừng là hơn phân nửa cái số lượng Bitcoin mà họ lưu trữ rồi. Nhưng mà cho dù như vậy đó thì các bạn thấy được là công ty mẹ của Rayscale đó là công ty DCG. Và đây là công ty mẹ của nhiều công ty khác như là các bạn nói là Bitcoin Foundry. À, hay là công ty Coindex hay là Luno các bạn nhưng mà Coindex họ đã bán thường nhớ đến cái tay vài tháng rồi các bạn thấy được là công ty mẹ là công ty TCG đó họ vẫn báo cáo là doanh thu quý 1 tăng 11% so với quý trước đạt 229 triệu đô la trong đó đó cái quỹ Rayscale chiếm 156 triệu đô la trong doanh thu Các bạn nhìn thấy được là Grayscale là một phần lớn của cái tổ chức này Và lý do tại sao thì nhờ vào có sự tăng giá mạnh của Bitcoin và Ethereum Doanh thu này đã gần như không thay đổi so với cái quý trước Mặc dù có nhiều nhà đầu tư đã bán GBDC Thì cái mà họ nói đến đó chính là Trước đây đây cái phí cao hơn các bạn Cái phí thường nhớ là hơn 2% Thì cái phí của họ đã giảm xuống còn 1.5 Nhưng mà đương nhiên cái phí này vẫn cao hơn Giống như là gấp 6 lần Cái phí bình thường là khoảng chừng là 0.25% Mà thôi dẫn đến là có nhiều người bán GBTC nhưng mà cho dù cái phí đã thấp hơn trước đây thì cái thu nhập vẫn tốt tại vì giá cả của BTC và Ether tăng lên tại vì các bạn nhìn thấy được là khi mà giá tăng thì họ lấy cái phần trăm phí dựa theo cái số tiền họ quản lý cái số tiền này cũng sẽ tăng lên cho nên là họ có thể lấy được nhiều tiền hơn thì các bạn có thể thấy được là lý do tại sao mà họ không có muốn giảm phí ngay lập tức tại vì không phải ai cũng sẽ bán đâu thậm chí chúng ta thấy được là gần đây đã có vài ngày chúng ta lại có dòng tiền dương đến từ scale các bạn cho nên họ biết là sẽ có nhiều người bán nhưng mà sẽ có nhiều người cũng ở lại. Tại vì nhiều người đó họ đã có lời nhiều năm rồi họ không muốn bán bây giờ. Tại vì khi bán bây giờ đó thì sẽ phải khai báo và đóng thuế các bạn. Có thể là họ sẽ không muốn đóng thuế ngay bây giờ. Nhất là khi mà họ nghĩ là giá BDC sẽ tiếp tục tăng nữa và có một số những cái doanh nghiệp họ đã có hợp đồng với lại Trayscale họ sẽ không bán bây giờ đâu. Cho nên Trayscale mới không muốn giảm cái phí. Họ nghĩ là giữ cái phí cao này thì cái phí họ thu được sẽ rất là cao và sẽ đi trước những cái quỹ kia, quỹ như quỹ kia. Đó, họ phải bắt đầu từ con số không, họ phải tích lũy tài sản, Cho nên họ phải có cái phí thấp mới thu hút được người ta đưa tiền cho họ, Ray thì không, họ đã có một tài sản lớn trong tay rồi khi mà bắt đầu, tại vì cái quỹ này đã bắt đầu từ năm 2000 014 rồi các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM4E, Binance, à, Linex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mừng nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn